Đúng rồi anh em ạ, cuộc đời là như thế mà, cuộc sống thì không giống cuộc đời. Lúc có ăn thì chén chú chén anh, đấy, lúc hết tiền thì bùi anh cặc chú. Lúc có tiền cho chúng nó đi ăn đi chơi, nó gọi mình là anh, bằng đại ca, bằng chú. Lúc mình xảy ra hoạn nạn, nó bảo mình là ngu thì chết. Nó không bỏ 1.000 nào đâu. Còn anh em, bạn bè chơi với nhau, có ăn thì tìm đến, có lồn, có đòn thì tìm đi. Những cái loại đấy là ăn em, ăn anh, ôi rồi ôi, nha.